Em chào toàn thể quý cô, chú, anh chị em yêu hoa trên cả nước nhé. Hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2021, em Phúc lại tiếp tục lên một số mặt hàng hoa lan phi điệp cho cô, chú, anh chị em cùng sưu tầm nhé. Hôm nay thì em bán một mặt hàng nhỏ xinh mít rất là đẹp nhé. Em xin phép đi vào đơn số 1 của em ngày hôm nay nhé. Đơn số 1 của em hôm nay là một giò lan mít này. Mấy ngày trước em cũng chia sẻ tương đối nhiều rồi. Một giò lan mít thân thủ Hòa Bình nhé, mít na gân này, anh chị em nhìn thấy không? Bốn thân nhé, bốn thân xinh này. Năm tới là cực kỳ đẹp luôn này, anh chị em nhìn này. Mít na gân cực kỳ đẹp nhé, bốn thân nhé. Em để giá là 350.000 nhé, quá rẻ luôn thật sự hôm nay. Phiên cuối cùng của em là còn mít hôm nay, em nghĩ chắc là hết rồi. Em chuyển đơn số 2 nhé. Đơn số 2 cũng là một giò mít, dòng này giống khác nhé. Cũng là dòng mít na gân nhưng mà thân nó kẻ chỉ sáng hơn nhé. Thân nó kẻ chỉ sáng nhìn ngoài đẹp lắm, năm thân nhé. Thật sự nếu mà nhìn bên ngoài nó mới là phê. Bác là sưu tầm được hôm trước em cũng chia sẻ một vài chậu rồi nhé. Đơn số 2 em để giá là 420.000 nhé. Thật sự là quá đẹp luôn, anh chị em nhìn này, nó đẹp, đẹp khủng khiếp luôn. Nó chỉ là năm đầu tiên nhé, nó là năm 1 đấy. Em chuyển đến đơn số 3 nhé. Đơn số 3 cái cũng là một giò mít lá gân của Hòa Bình nhé. Cùng giống với đơn số 1 này, cùng giống đơn số 1 này. Bản lá đẹp lắm, anh chị em nhìn thấy không? Bản lá này. Đơn số 3 em để giá là 380.000 nhé. Cũng có 5 thân đấy, sang năm thì thành một giò to này. Anh chị em nhìn thân nữa chưa? Thân em ươm kia năm ngoái này. Thân ươm kia to bằng ngón tay cái, bằng ngón tay cái luôn này. Dòng mít thân thủ của Hòa Bình nhé. Thân dài mà top rồi vẫn bằng ngón tay cái này. Đơn số 3 em để giá 380.000. Em chuyển sang đơn số 4 nhé. Đơn số 4 các em là một giò mít, cũng là mít là gân nhé. Không phải tất cả là đều là mít nhé. Chỉ xong nát em chia sẻ với Ám Văn Giang nhé. Đơn này cũng có 4 thân này. 4 thân này. 4 thân này em để với giá là 380.000 nhé. 380.000 cho 4 thân này nhé. Đẹp lắm, nhìn bên ngoài thân nó đẹp lắm. Nó chưa nù đâu nhé, dòng này sau nó nù to ngón tay cái đấy. Năm đầu tiên nó cũng to khủng khiếp luôn. Em chuyển sang đơn số 5 nhé. Đơn số 5 của em cũng là một giò mít lá gân của Hòa Bình nhé. Cùng giống với đơn số 1 nhé. Đơn số 5 là cùng giống với đơn số 1 này. Cùng qua nhiêu? 2, 4, 6, 6, 7 đầu nhé. 2, 4, 6, 6, 7 đầu to nhỏ ngắn dài là 6, 7 đầu nhé. Anh chị em nhìn gần, nhìn bản lá chưa? Đấy, này em quay gần này. Thân này, thân nó nù đã gần bằng cái thân này và gần bằng ngón tay cái rồi. Nhìn nó phê lắm, dòng lá gân mà. Dòng lá gân của Hòa Bình. Đơn này em để với giá là 400.000 nhá. Đơn này em để giá là 400.000 này. Đơn này nó nhiều đầu lắm. Nhiều đầu. Em chuyển sang đơn tiếp theo, đơn số 6 nhá. Đơn số 6 của em hôm nay là một giò trầm. Đơn số 6 của em là một giò trầm 4 thân nhá. Em để giá là cực kỳ đẹp luôn này. Hoa sai lắm, dòng trầm này hoa sai. Đây một mẫu nó cũng ra hoa này. Cuống hoa vẫn còn này. Bắt đầu béo nhá. Bắt đầu béo rồi. Em để giá là 300.000 thôi. Em để 300.000 thôi. Em để đơn này cho anh em sưu tầm quá rẻ luôn này. Em chuyển đơn số 7 nhá. Đơn số 7 em cũng là một giò mít lá gân này, một giò mít lá gân này. Giỏi đẹp lắm, giỏi thật sự đẹp. Đấy anh chị em nhìn lá này. Đấy. Lá nó tròn tròn tít luôn này. Mít này nói chung là phải sang năm thứ 2, năm thứ 3 đổ ra thì nó mới đạt mít được. Dù có là mít đẹp mít Văn Sơn hay bất kỳ một dòng mít gì, mít Văn Sơn phải năm thứ tư thứ năm chăm tốt thì mới đạt. Như anh chị em nhìn bản lá này, ấy, lá gân này, đơn mít lá gân em để giá 420.000 nhá. 420.000 một giò này, giò xinh này cực kỳ đẹp luôn, năm thân nhá. Em chuyển sang đơn mít cuối cùng của em ngày hôm nay nhá. Đơn mít cuối cùng của em ngày hôm nay, đơn này có hai giống nhá, hai dòng mít khác nhau đấy, một dòng ba thân và một dòng bốn thân này. Bên này dòng mít mít là cũng là mít thân thủ của Hòa Bình nhá, lá gân này. Kẻ chỉ rất chi là rõ, đơn này thì nó lại giống đơn số 1 này. Nó không kẻ chỉ nhưng mà gân thì nó ác, gân thì nó nổi hơn. Đấy anh chị em nhìn này, đây này. Đẹp chưa? Nhìn ngoài nó mới phê, sang năm thì nó đẹp lắm. Sang năm thì mầm gốc nó đẻ khỏe, chậu nó ấm, chậu này thì cứ để chơi đôi ba năm mới phải thay chậu. 7 thân nhá. Em để giá 380.000 cho một giò này nhá. 380.000 này. 380.000 này. Em chuyển đơn số 9 nhé. Đơn số 9 em là một giò thân thủ của Hòa Bình nhé. Vẫn đang đi ngọn này. Dòng thân thủ nhé. Dòng thân thủ Hòa Bình cũng có 4 kỳ nhé. Cũng có 4 kỳ. Em đảm giá là 250.000 thôi. Nó đẹp lắm. Nhìn ngoài nó phê lắm. Anh chị em nhìn này. Đấy. Thân rất chi là sáng này. Chỉ kẻ rất chi là sáng đẹp này. Em đảm giá là 250.000 nhé. Em chuyển sang đơn số 10. Đơn số 10 em là một giò ám cổ Văn Giang nhé. Em còn một vài giò to. Anh chị em thích giò to thì em sẽ chụp ảnh cho nhé, em cũng không tiện đặt xuống đất này. Nó to quá, đặt xuống đất nó dập nát lắm. Đơn số 10 em để giá là 550.000 nhé, một giò ám cổ Văn Giang cực kỳ to luôn này, nó nhiều đầu lắm.
550.000 nhá. Em chuyển ra số 11 là một combo nhá. Một combo 3 giò ấm cổ Văn Giang này, 3 giò ấm cổ Văn Giang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ngắn dài 10 đầu nhá. Ngắn dài 10 đầu để với giá là 380.000 nhá. 380.000 quá rẻ luôn, thật sự nó rẻ. 380.000 là được một một combo 3 giò ấm cổ Văn Giang này. Có 380.000 thôi nhá. 380.000 này. Em chuyển sang số 12 nhá, cũng là một combo ấm cổ Văn Giang này, hai cổ có hai giò nhá. Hai giò này 300.000 nhá. Đơn số 11 thì rẻ này. Đơn này 300.000 nhá. 300.000 nhá. Em chuyển sang đơn cuối cùng, đơn số 13 nhá. Cũng là một combo gồm có hai giò ấm cổ Văn Giang này, cũng 300.000 nhá. Em xin phép quay tổng thể lại các đơn hàng ngày hôm nay nhá. Anh chị em theo dõi video quan tâm thì điện thoại số điện thoại em là 0328066682 nhá. Có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin cho em nhé, hoặc điện thoại trực tiếp cho em được. Đơn hàng này rất chi là xinh đẹp này. Đấy, đơn này đẹp này. Thật sự đơn này đẹp này. Đơn này quá đẹp luôn. Đơn trầm này, đơn này cũng đẹp này. Toàn mít lá gân này. Hơi nắng này, ánh sáng lên. Khả năng hơi chói. Đây, đơn này đẹp này. Đơn này em nghĩ là đẹp gần như nhất cho ngày hôm nay này, đơn này. Em chia sẻ tương đối nhiều. Đấy, đơn mít số 1 380.000, thật sự nó đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Đơn này em nghĩ này chắc không còn, chắc chắn là sẽ mất đầu tiên này. 4 thân 380.000 nó đẹp lắm. Thường thường họ live stream họ bán những cái thân mít đẹp này đa phần 150.000, 150.000 một ki này. Bản lá nó không được đẹp này. Em bán theo giò giá nào hợp lý hơn. Em cảm ơn cô chú anh chị em đã quan tâm nhé. Em xin phép xuống đây ạ.